tiết lộ động trời, ai đủ dũng cảm thay ông thường ngồi ghế chủ tịch nước. Thưa quý vị, mới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức đồng ý cho đồng chí Võ Văn Thưởng thôi chức chủ tịch nước. Cụ thể, theo thông cáo được Thông tấn xã Việt Nam phát đi ngay sau cuộc họp bất thường tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã xem xét cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kết quả của họp đánh giá, ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên vừa qua, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Võ Văn Thưởng đã có một số vi phạm. Ban chấp hành Trung ương Đảng nêu đồng chí Võ Văn Thưởng đã có vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Ban chấp hành Trung ương Đảng đánh giá những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Ông Võ Văn Thưởng nắm cương vị Chủ tịch nước hơn một năm trước kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc. Đối với vấn đề nhân sự lần này đặt trong bối cảnh đồng chí Võ Văn Thưởng đã được Trung ương đồng ý cho thôi chức, cử tri và nhân dân cả nước đang đặc biệt quan tâm, ai sẽ được Quốc hội bầu và phê chuẩn giữ chức vụ Chủ tịch nước thay ông Thưởng trong thời gian tới. Tính từ đầu khóa 13 đến nay, Quốc hội Việt Nam đã triệu tập và tổ chức thành công 5 kỳ họp bất thường. Năm 2022 có 2 kỳ họp bất thường, năm 2023 là 23 kỳ, gần nhất vào đầu năm 2024, Quốc hội đã xem xét, thông qua nhiều vấn đề hệ trọng với các luật sửa đổi có ý nghĩa đặc biệt với đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Gọi là kỳ họp bất thường nhưng lại giải quyết những vấn đề cấp bách, đặc biệt quan trọng và thiết thực của đất nước. Cụ thể, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 vừa qua, Quốc hội thông qua các nội dung: Luật Đất đai sửa đổi, Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và tập đoàn điện lực Việt Nam. Theo quy định Luật Tổ chức Quốc hội, Quốc hội sẽ họp thường lệ mỗi năm hai kỳ. Tuy nhiên, trong trường hợp thường vụ quốc hội, thủ tướng hoặc ít nhất 1 phần 3 tổng số đại biểu yêu cầu thì quốc hội sẽ triệu tập kỳ họp bất thường. Ông Võ Văn Thưởng từ chức chỉ một năm sau khi ông được bổ nhiệm. Ông được cho là có dính líu đến một vụ bê bối hối lộ liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn hiện đang bị điều tra và truy tố về các tội danh tham nhũng khác nhau. Các nguồn tin không chính thức nhưng đáng tin cậy cho biết trong thời gian ông còn giữ chức bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi 2011-2014, một người thân của ông Thường ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đã nhận 60 tỷ đồng từ Phúc Sơn được cho là để giúp ông Thường xây nhà thờ họ. Kể từ đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2021, đã có nhiều vụ cách chức và truy tố ở cấp cao, trong đó có 4 ủy viên Bộ Chính trị, bao gồm ông Thường và người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc, một phó thủ tướng, hai bộ trưởng và hơn chục lãnh đạo cấp tỉnh. Việc miễn nhiệm và thay thế nhanh chóng hai chủ tịch nước là đặc biệt đáng chú ý vì ông Phúc cũng bị cách chức vào đầu năm 2023 sau chưa đầy 2 năm tại nhiệm. Giống như sự ra đi của ông Phúc, việc ông Thưởng bị thay thế sẽ không dẫn đến các thay đổi chính sách, tuy nhiên điều này vẫn gây ra quan ngại cho các nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư đã tìm đến Việt Nam vì chính môi trường chính trị tương đối ổn định của Việt Nam so với các nước khác trong khu vực. Vậy nên thông tin ông Thưởng chuẩn bị từ chức khiến các nhà đầu tư bất an. Hơn nữa, các vấn đề sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự không chắc chắn xung quanh kế hoạch tìm người kế nhiệm ông có thể sẽ làm gia tăng đấu đá chính trị nội bộ trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc tiếp theo vào đầu năm 2026. Điều này sẽ càng làm gia tăng quan ngại của các nhà đầu tư. Tác động từ sự ra đi của ông Thường đối với tương lai chính trị Việt Nam, đặc biệt là trong cuộc đua trở thành người kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phụ thuộc vào việc ai sẽ đảm nhận vai trò mà ông Thường để lại. Theo quy định hiện nay của Đảng, Tân chủ tịch nước sẽ phải hoàn thành đủ một nhiệm kỳ ủy viên bộ chính trị, nghĩa là các ứng cử viên tiềm năng hiện nay bao gồm Tổng Bí thư Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ông Trọng, người từng kiêm chức chủ tịch nước từ năm 2018 đến năm 2021, có thể được bầu lại chức vụ này, nhưng vấn đề sức khỏe của ông có thể là một trở ngại đáng kể. Ông Chính và ông Huệ dường như không quan tâm vì vị trí hiện tại của họ quyền lực hơn nhiều so với chức chủ tịch nước, điều này khiến ông Tô Lâm và bà Mai trở thành những lựa chọn khả dĩ nhất. Ở tuổi 66, ông Tô Lâm có thể rất quan tâm đến vị trí này vì nó có thể cho phép ông tìm kiếm ngoại lệ đối với quy định giới hạn độ tuổi của đảng và được đề bạt cho vị trí tổng bí thư như một trường hợp đặc biệt vào năm 2026. Tuy nhiên, ông có thể e ngại về việc chuyển sang vị trí mới bởi vị trí bộ trưởng Bộ Công an của ông hiện tại cực kỳ quyền lực đặc biệt là trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra hiện nay. Trong khi đó, vai trò chủ tịch nước chủ yếu liên quan đến các nhiệm vụ mang tính lễ nghi. Bà Mai cũng là một ứng cử viên khả dĩ cho chức chủ tịch nước, đặc biệt là trong mắt những người đang muốn cạnh tranh chức tổng bí thư. Điều này là do cơ sở quyền lực của bà Mai tương đối mỏng, khiến bà khó có thể tận dụng bệ phóng chủ tịch nước để cạnh tranh chức tổng bí thư vào năm 2026. Một lựa chọn khác là đảng sẽ bỏ qua các quy tắc và đề cử một chính trị gia khác người chưa hoàn thành một nhiệm kỳ ủy viên Bộ Chính trị, nhưng có khả năng mang lại sự ổn định cho hệ thống. Trong kịch bản này, các ứng cử viên tiềm năng có thể gồm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên hay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Tuy nhiên, các ứng cử viên tiềm năng hiện tại để thay thế ông Trọng và phe phái của họ có thể không ủng hộ quyết định này vì họ không muốn sự xuất hiện của một ứng cử viên mới có khả năng cản trở cuộc đua giành chức Tổng Bí Thư vào năm 2026 của họ. Do quá trình lựa chọn ứng cử viên phức tạp và thời gian hạn chế, nên rất có thể đảng vẫn chưa đi đến quyết định thống nhất về việc ai sẽ thay thế ông Thường. Nếu vậy, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhiều khả năng sẽ được Quốc hội giao giữ vai trò quyền Chủ tịch nước cho đến khi đảng có quyết định cuối cùng. Trong bối cảnh đó, một số nhà đầu tư có thể quyết định đợi cho đến khi mọi chuyện ổn định trở lại trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư lớn nào. Quan hệ đối ngoại của Việt Nam cũng có thể bị ảnh hưởng với khả năng một số các cuộc trao đổi song phương cấp cao có thể bị trì hoãn hay hủy bỏ. chẳng hạn do ông thường đang chờ bị miễn nhiệm, chuyến thăm Việt Nam của quốc vương Hà Lan William Alexander và hoàng hậu Maxima dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 22 tháng 3 đã bị hoãn lại theo yêu cầu của phía Việt Nam. Đảng và ban lãnh đạo cao nhất cần tìm cách giảm thiểu những bất định này bằng cách đẩy nhanh quá trình chuyển giao quyền lực và bầu ra một chủ tịch nước mới có thể đảm nhiệm nhiệm kỳ của mình một cách an toàn cho đến năm 2026 đây nên là trọng tâm chính của ban lãnh đạo đảng lúc này đồng thời cần ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư thông qua đơn giản hóa các thủ tục hành chính nâng cao hiệu quả ra quyết định và giảm bớt các rào cản pháp luật và quản lý nhà nước đối với các nhà đầu tư để bù đắp cho các bất định chính trị đồng thời khôi phục niềm tin của họ vào triển vọng chính trị và kinh tế của đất nước Tất nhiên, sự kiện thôi chức của đồng chí Võ Văn Thưởng là một biến động đáng chú ý trên chính trường Việt Nam bởi bất kỳ một sự thay đổi lãnh đạo chủ chốt ở cấp cao nhất nào của một đất nước đều có những ảnh hưởng xáo trộn nhất định. Tuy nhiên, việc thay đổi nhân sự ở Việt Nam không làm thay đổi định hướng chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Quan điểm về công tác nhân sự, cán bộ có vào có ra, có lên có xuống đã được đề cập từ nhiều năm trước để khẳng định công tác cán bộ không phải luôn đóng khung, tức là đã vào rồi thì không có ra, đã lên rồi thì không có xuống trừ các trường hợp đặc biệt. Bộ chính trị hiện còn 14 người, từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, 4 người đã xin thôi nhiệm vụ gồm các đồng chí Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Tuấn Anh và Võ Văn Thưởng. Việc đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ được phân công cho thấy công tác cán bộ của Đảng, nhà nước Việt Nam đang thực hiện đúng phương châm có lên có xuống, có vào có ra, bất kể người đó là ai và đang giữ chức vụ gì. Khi cán bộ có sai lầm, khuyết điểm, vi phạm và không còn đủ uy tín, thì việc thôi giữ chức vụ cũng là điều hoàn toàn phù hợp. Thực tế, phương châm có vào có ra này cũng dần được coi là bình thường tại Việt Nam, nhất là sau nghị quyết số 26 NQTVK ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ vừa được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Cuối năm 2020, dự thảo chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng nhân tài của Bộ Nội vụ, Trình Thủ tướng Chính phủ cũng nêu, thu hút trọng dụng nhân tài theo hướng có vào có ra, có lên có xuống, trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trở thành bình thường trong công tác cán bộ. Trong đó nêu rõ việc xây dựng quy định để việc nhận trách nhiệm từ chức, tư nhiệm, trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ và hoàn thiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, biến nhiệm để việc có lên có xuống, có vào có ra trở thành bình thường trong công tác cán bộ tại Việt Nam. Phát biểu trong lễ bế mạc hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ 13 hồi tháng 5 năm ngoái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ, Đảng, nhà nước kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, bất kể người đó là ai, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Dẫn việc đến tháng 5 năm 2023, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, cho nghỉ công tác, nghỉ hưu, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý. Các địa phương cũng bố trí công tác và thực hiện chính sách đối với 22 trường hợp cán bộ sau khi bị kỷ luật theo đúng chủ trương của Đảng về việc có vào có ra, có lên có xuống. Tổng Bí thư cho rằng điều này thể hiện tinh thần kiên quyết gương mẫu, nghiêm minh, nhân văn, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe trong đội ngũ cán bộ công chức, đảng viên đồng thời đã khẩn trương chỉ đạo kiện toàn các nhân sự lãnh đạo thay thế được dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình đánh giá rất cao. Tuy nhiên, đối với các đối tượng xấu thì việc đồng chí Võ Văn Thưởng từ chức lại được nhào nặn, tô vẽ, biến tướng thành nhiều thuyết âm mưu tiêu cực. Việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xin từ chức và được Quốc hội bỏ phiếu đồng ý miễn nhiệm là sự kiện chính trị đáng chú ý. Tuy nhiên, đây không phải là điều quá bất thường như lời lẽ được giới dân chủ đưa ra. Nhìn ra thế giới có thể thấy, không ít lãnh đạo các quốc gia đã từ chức như cựu Tổng thống Đức Christian Wolf từ chức năm 2012, cựu Thủ tướng Pháp Manuel Valls từ chức năm 2016, ông Robert Gabriel Mugabe, cựu Tổng thống Zimbabwe từ chức năm 2017, hay gần nhất là Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern từ chức đầu năm 2023. Dù liên tục ca thán, không biết khi nào Việt Nam mới có lãnh đạo xin từ chức, nhưng khi lãnh đạo trong nước xin thôi chức thì những thế lực xấu lại đắt léo đánh võng thông tin, quy chụp cho rằng điều này là vì đấu đá nội bộ, tranh giành quyền lực. Cần nhấn mạnh rằng, Đảng, Nhà nước Việt Nam đều quán triệt sâu sắc quan điểm, cán bộ là nhân tố, quyết định sự thành bại của cách mạng. Công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phát biểu tại phiên họp thứ nhất, Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, việc lựa chọn cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước chính vì vậy cùng với việc lựa chọn rèn luyện cán bộ đảng cũng thẳng thắn đánh giá chỉ rõ những sai lầm khuyết điểm của cán bộ để họ sửa chữa với những cán bộ không còn đủ uy tín việc xin thôi giữ chức vụ cũng là điều không hề khó hiểu điều này cho thấy công tác cán bộ của đảng nhà nước đang được thực hiện nghiêm túc loại bỏ tư tưởng chỉ có lên mà không có xuống đã lên rồi thì rất khó xuống dưới sự lãnh đạo của đảng môi trường chính trị ở việt nam đang được giữ ổn định chứ không hề bất ổn như những gì các đối tượng xấu rêu rao. Căn cứ các quy định của Hiến pháp, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước từ ngày 21 tháng 3 cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Như vậy mà hoạt động trong bộ máy nhà nước đều đang được thực hiện bình thường. Đối với việc từ chức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, giáo sư, tiến sĩ khoa học Vladimir Kolotov, Giám đốc Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Quốc gia Saint Petersburg cho rằng điều này là bằng chứng về sự lành mạnh và nội lực của chế độ, đảng và đất nước ông Kolotov cũng nêu rõ đối với cuộc chiến chống tham nhũng việt nam đã cho thấy đủ khả năng hóa giải vấn nạn này một cách bình tĩnh không cực đoan trong khuôn khổ pháp luật